Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định ngày 4 tháng 1 năm 2020. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã trao tặng 100 suất quà và học bổng của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản. Sở Y tế phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2020. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã về thăm và trao 100 suất quà học bổng của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam cho 100 học sinh tiểu học, trung học cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản. Đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn, vươn lên trong học tập, khẳng định tinh thần hiếu học của người dân Nam Định nói chung và người dân thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản nói riêng. Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ mong muốn các em sau khi nhận được học bổng luôn cố gắng học tập thật tốt để vượt qua những khó khăn, trở thành những người có ích trong xã hội. Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các nhà trường và các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất để các em vươn lên trong học tập. Trước mắt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, các tổ chức đoàn thể địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và trao tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Được biết, mỗi suất quà được trao tặng cho các em học sinh trong dịp này bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 250.000 đồng được trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể để triển khai chiến dịch tại những địa bàn có mức sinh cao, tỷ lệ người sinh con thứ ba trở lên cao và vùng khó khăn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2020. Sở Y tế tổ chức hội nghị phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình năm 2020. Năm 2020, chiến dịch được thực hiện làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 6 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 và đợt 2 từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020. Thời gian tổ chức chiến dịch được các đơn vị xem xét phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Phấn đấu toàn tỉnh đạt 70% chỉ tiêu kế hoạch năm về dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trong đợt 1 và bổ sung đợt 2 đối với các xã chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm. Kết quả chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình năm 2019, Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình đã cung cấp 45.300 tờ gấp và sản phẩm truyền thông, hỗ trợ các địa phương các nội dung truyền thông trên loa phát thanh xã, treo 230 băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động cho chiến dịch trên các trục đường chính và tại các địa điểm triển khai chiến dịch, hỗ trợ cho trung tâm y tế và trạm y tế các xã triển khai chiến dịch 100 bộ đặt tháo dụng cụ tử cung, 100 bộ khám phụ khoa, 10 nồi hấp và 10 tủ sấy. Trung tâm y tế các huyện, thành phố đảm bảo các điều kiện để đáp ứng nhu cầu tại chỗ cho người dân đến thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Trong năm 2019, 210 trên 229 xã phường thị trấn đã triển khai chiến dịch, đạt 91,7%. Có trên 204.660 cặp vợ chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 92,4%. Sự kiện trong tuần: khởi nghiệp trong giới trẻ. Thưa quý vị và các bạn, cụm từ khởi nghiệp không còn quá xa lạ trong xã hội ngày nay. Không chỉ là một trào lưu, khởi nghiệp còn là cách để nhiều bạn trẻ lựa chọn để thể hiện tầm nhìn, ước mơ, mong muốn tạo sự thay đổi. Nhiều bạn trẻ đã gặt hái được nhiều thành công, không chỉ từ những ý tưởng kinh doanh đơn giản, thiết thực đối với xã hội, con người. Chương trình sự kiện trong tuần hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn luận về chủ đề khởi nghiệp trong giới trẻ. Hiện nay, Nam Định có trên 1 triệu người ở độ tuổi lao động, trong đó tỷ lệ làm việc trong các ngành kinh tế chiếm khoảng 95%. Bình quân hàng năm, số người trong độ tuổi lao động tăng khoảng 6.700 người một năm. Hàng năm, Nam Định giải quyết việc làm cho hơn 31.000 lao động. Nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp dao động từ 15.000 đến 18.000 lao động một năm. Đặc biệt là các ngành dệt may thu hút nguồn lao động rất lớn, sau đó là các ngành cơ khí, dịch vụ vận tải.
xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của nền kinh tế, tỉnh ta đã khảo sát, đánh giá chính xác về chất lượng, số lượng và cơ cấu ngành nghề, đặc biệt quan tâm đến tình trạng thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và tay nghề cao, từ đó thực hiện chính sách đào tạo đón đầu các ngành nghề cần thiết trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, khách mời trong chiều nay là anh Phạm Văn Trình, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Ninevoice Nam Định. Vâng, xin cảm ơn anh đã đến trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Thưa anh, là khởi nghiệp là để trở thành doanh nhân là khát khao của rất nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên thì con đường khởi nghiệp luôn nhiều chông gai và thách thức. Theo anh thì để khởi nghiệp thành công thì các bạn trẻ cần định hình cho mình và trang bị cho mình những gì ạ? Với cái kinh nghiệm gọi là non trẻ của tôi thì tôi xin phép mà chia sẻ bằng cái tâm huyết của mình thôi. Khởi nghiệp thành công thì thực sự cái cụm từ này là một cái rất là mong muốn của rất nhiều những cái bạn trẻ mà mong muốn khởi nghiệp. Tuy nhiên là để mà khởi nghiệp thành công thì không hề đơn giản. Các bạn trẻ thì cần phải có được cái khao khát khởi nghiệp. Cái này là cái điều quan trọng nhất. Tức là các bạn phải xác định được rằng là khởi nghiệp nó không hề đơn giản. Và chúng ta phải chấp nhận là sẽ có những cái khó khăn, có những cái rủi ro. Và cái tinh thần khởi nghiệp sẽ giúp mình duy trì được cái mong muốn, cái đam mê, cái khao khát và luôn luôn biết tiến về phía trước. Thứ hai đó là các bạn cần tích lũy về kinh nghiệm. Cái thứ tiếp theo đó là một gọi là về nhân sự, có những con người đồng hành cùng mình, có những con người tư vấn hỗ trợ cho mình, và tiếp tục đó là vốn. Vốn cũng rất quan trọng, chúng ta phải có vốn. Tuy nhiên là nếu mà vốn nhiều mà mình không có một kế hoạch tốt hoặc là nhân sự tốt thì vốn cũng sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Đấy, cho nên là tôi nghĩ là cái yếu tố cũng rất quan trọng nhưng mà thôi xin được xếp ở cuối cùng, đó chính là vốn ạ. Vì thực ra nếu trong trường hợp mình thiếu thì chúng ta có thể đi vay hoặc là kêu gọi nhà đầu tư. Dưới góc nhìn của anh thì giới trẻ hiện nay đang thiếu và yếu nhất điều gì? Kỹ năng, vốn hay là trình độ ngoại ngữ thôi? Những cái mà anh nêu ra thì nó gọi là ở phần trăm như nhau. Tức là các bạn thiếu cả ba. Tức là thứ nhất là kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì tôi thấy là nếu mà những bạn nào mà trong quá trình làm học sinh hoặc sinh viên mà có những cái tư duy tốt hoặc là có những cái sự cố gắng tốt ấy, thì họ sẽ đi làm thêm cũng như là đi tham gia một số những cái đội nhóm, tổ chức. Và ở trong đó thì người ta được rèn luyện những cái kỹ năng thông qua cái vị trí mà họ được xếp. Cái thứ hai là về vốn, gọi là vốn thực và vốn ảo. Nếu vốn thực thì có nghĩa là mình cái kiến thức mình có, số tiền mình có của mình đấy, hoặc là những cái mối quan hệ mình có, thì đây nhất gọi là vốn nói chung, thì đây là vốn thực. Thì về vốn thực các bạn thì ít. Tuy nhiên là vốn ảo thì bây giờ chúng ta thấy là ví dụ như chúng ta chưa có đủ tiền thì chúng ta có thể đi vay hoặc là huy động vốn. Các mối quan hệ thì chúng ta có thể dựa vào những cái mối quan hệ khác để chúng ta kết nối. Đấy, tuy nhiên là tôi thấy là phần đa các bạn thì thiếu cả cái phần vốn thực và vốn ảo. Cái thứ ba là trình độ ngoại ngữ và tin học. Thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay thì mặc dù là mạng xã hội rất là phổ biến cũng như là Internet thì không phải thiếu. Tuy nhiên là cũng chưa nhiều bạn là ý thức được là phải chủ động, phải tự tìm tòi để học được ngoại ngữ cũng như là tin học. Chúng ta có thể thấy rằng là có thể lên trên YouTube hoặc là Google để chúng ta search những cái cụm từ như là học tiếng Anh từ xa hoặc là học tiếng Anh online hoặc học tin học từ xa hoặc tin học online rất là nhiều. Tuy nhiên là không nhiều người khi ngồi vào mạng Internet người ta làm thế mà chủ yếu tôi thấy là sử dụng mạng xã hội để giao lưu, để gọi là chat với nhau. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước có trên 200.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp, chiếm 20% tổng số lao động thất nghiệp. Các chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do chúng ta đang đào tạo những ngành nghề và kỹ năng nhà trường có, chứ không đào tạo ngành nghề xã hội cần. Trong khi đó, thị trường lao động luôn khát nhân sự, đặc biệt ở nhóm có chuyên môn cao và thợ kỹ thuật lành nghề. Trong cái bối cảnh mình tuyển dụng con người lao động thì so với các em nhiều các kỹ sư trong công học ra trường thì mới thì còn non kinh nghiệm, còn yếu về kinh nghiệm về cái trường xã hội, thì là chúng tôi cũng luôn luôn động viên anh em là học đi đôi với hành, về thực tế cũng là một điều rất quan trọng trong cái cuộc sống. Qua thực tiễn công tác tuyển dụng nhân sự cho thấy phần đa sinh viên phỏng vấn xin việc thiếu các kỹ năng mềm mà doanh nghiệp cần. Điều này cho thấy đang có độ vênh khá lớn giữa nhu cầu của doanh nghiệp với thực tế mà các nhà trường đào tạo. Việc đào tạo ở trường hiện nay thì em thấy là còn tập trung vào nhiều lý thuyết quá mà chưa đào tạo cho sinh viên được nhiều về kỹ năng ứng xử. Sinh viên mới ra trường của chúng ta hiện nay một phần để đáp ứng được yêu cầu về thái độ
Tức là các em cũng rất là có ý thức, rồi là cũng rất là mong muốn gắn bó với công ty và muốn là tự lực đứng trên đôi chân của mình. Tuy nhiên về mặt kiến thức ấy, thì các kiến thức trong các trường hiện nay là tương đối là không cập nhật. Và các kiến thức này có thể nói là đôi khi nó hoàn toàn không mang tính ứng dụng mà chỉ mang tính lý thuyết. Chưa kể là cái việc nắm kiến thức nó không bài bản và không hệ thống, vì vậy là khi đem trong công việc là rất khó triển khai. Thừa nhận thực trạng khủng hoảng nhân sự, đặc biệt là tình trạng cử nhân thất nghiệp đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Thực tế này đòi hỏi các nhà trường đại học cần phải xem xét lại chương trình đào tạo lẫn mô hình đào tạo của chính mình để điều chỉnh cho phù hợp hơn với những đòi hỏi từ thị trường lao động. Vâng, được biết là từ khi ra trường thì anh đã từng từ chối rất nhiều cơ hội tốt ở Hà Nội để trở về quê lập nghiệp. Ở thời điểm đó thì anh có cảm thấy mình mạo hiểm không? Và niềm tin nào để anh quyết định lựa chọn cho con đường riêng của mình thưa anh? Trước năm 2015, tức là 2014, thì tôi bắt đầu xây dựng một cái cộng đồng tiếng Anh Nadi Voice cho người Nam Định, cũng như là tất cả những cái sinh viên, người đi làm ở các tỉnh khác mà có nhu cầu học tiếng Anh ở tại Hà Nội. Rất là đông. Đấy, thì lúc đó thì tôi đã nung nấu là ý chí là sau khi mình rèn luyện nó gọi là tốt hơn một chút nữa thì tôi sẽ trở về quê hương. Thì năm 2014 tôi thành lập Nadi Voice vào tháng 9, thì đến khoảng thì sau khoảng 1 năm thì cộng đồng Nadi Voice ở Hà Nội thì phát triển cũng tương đối tốt. Tuy nhiên thời điểm đó thì thực sự là cái nung nấu về việc là xây dựng cho quê hương rất là lớn, cho nên là tôi quyết định là đến năm 2015 thì tôi sẽ có một cái kế hoạch là năm 2016, cuối năm 2015 sẽ rời Hà Nội để về quê hương. Thật ra là cũng rất là mạo hiểm, vì chúng ta biết rằng là quê hương chúng ta thì là một mảnh đất thì có cái truyền thống học lâu đời. Tuy nhiên là về cái phong trào ngoại ngữ, và phong trào này tôi phải nói là phong trào học tiếng Anh giao tiếp cũng như là những cái về phát triển bề nổi của tiếng Anh thì thực sự là chưa nhiều. Chúng ta có thể thấy là đặc biệt là với sinh viên và người đi làm ở Nam Định ý, thì để tìm được cái môi trường học tiếng Anh tốt ý, thì không nhiều. Đấy, và nhiều sinh viên hoặc người đi làm thì thường cảm thấy bế tắc, cho nên là hay bỏ cuộc. Cho nên là tôi đã quyết định là tôi về. Đó là một cái quyết định mạo hiểm. Trong quá trình khởi nghiệp thì thực sự là có rất nhiều những cái mạo hiểm và có rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên là vẫn phải luôn làm sao giữ được cái tinh thần khởi nghiệp. Đấy, và tôi cũng rất cố gắng là hy vọng trong những năm tiếp theo thì tôi sẽ đưa hệ thống Anh ngữ Nadi Voice ngày càng phát triển. Vâng, có thể thấy khởi nghiệp vẫn là đặc trưng điển hình cho những phẩm chất chỉ có riêng ở tuổi trẻ, và sinh lực của nó chính là sự trẻ trung và lãng mạn. Nhiều người cho rằng một thời đại có nhiều thanh niên có tri thức, có khát khao, dám khởi nghiệp, đó là một thời đại đáng sống. Một lần nữa xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Nợ cho vay trong năm 2019 của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Xuân Trường đạt 275 tỷ đồng. Hợp tác xã dịch vụ thương mại Chợ Lời, mô hình hợp tác xã chợ đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, tổng số vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuân Trường đạt 90 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 275 tỷ đồng với 3.000 khách hàng có dư nợ. Trong đó, một số chương trình cho vay có dư nợ lớn là cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ cận nghèo, hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo hỗ trợ về nhà ở theo Nghị định 167. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, toàn huyện Xuân Trường đã có gần 2.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn được vay vốn, trang trải chi phí cho con em học tập, đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, cải tạo vườn tạp, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ và các hoạt động sản xuất khác, tạo ra nhiều việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Trong đó đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Cũng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, trên địa bàn huyện Xuân Trường đã có gần 2.600 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây mới, cải tạo, nâng cấp, góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Thưa quý vị, thưa các bạn, với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác hàng hóa và quản lý chợ, Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại Chợ Lời xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản là mô hình hợp tác xã chợ đầu tiên trên địa bàn tỉnh ta. Tuy mới hoạt động được gần 3 tháng, nhưng Hợp tác xã Chợ Lời đã dần đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân địa phương, giúp các tiểu thương ổn định địa điểm kinh doanh lâu dài. Chợ Lời vốn là chợ truyền thống của xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, đã có từ hàng trăm năm nay. Mỗi tháng chợ họp 12 phiên. Theo thời gian, chợ đã xuống cấp. Do họp theo phiên nên các tiểu thương kinh doanh tại chợ không cố định, hàng hóa nghèo nàn, không phong phú. Kể từ khi Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại Chợ Lời được thành lập đến nay, Chợ Lời đã chuyển từ họp theo phiên sang họp vào tất cả các ngày trong tháng,
không khí giao thương tại chợ trở nên sầm uất, nhộn nhịp hơn trước. Trước là chợ là nó còn lầy lội bẩn thỉu. Cái khi đó thì bà con đi thì cũng có cái cảm giác rất là sợ vì cái không khí rất là bẩn thỉu. Nhưng từ cái hôm mà tôi chợ thành lập những khang trang mới, chúng tôi có thì chúng tôi đi bán thấy bà con thấy tự tin hơn, thấy nó sạch sẽ và bán không khí nó vui hơn. Sau khi đi tham quan học hỏi kinh nghiệm từ mô hình hợp tác xã chợ ở tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, các thành viên hợp tác xã dịch vụ thương mại chợ Lời đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của chợ Lời, sửa chữa lại hệ thống điện, nước, lắp đặt mạng Wi-Fi, camera giám sát, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường sạch sẽ, giúp các tiểu thương yên tâm kinh doanh buôn bán. Với 18 gian hàng và 80 kiosk, hợp tác xã dịch vụ thương mại chợ Lời không chỉ thu hút tiểu thương trong và ngoài xã đến kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, các sản phẩm nông sản truyền thống mà còn kết nối với tiểu thương từ các tỉnh bạn về hợp tác kinh doanh, giới thiệu đặc sản vùng miền, góp phần làm phong phú thêm các nguồn hàng cung ứng tại chợ. Tôi đến chợ bây giờ là tôi đã mang các hàng Nghệ An như là Quế Phong ra đây là được 3 tháng rồi thì tình hình buôn bán của tôi rất là tốt và tôi rất là phấn khởi và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ hợp tác với là hợp tác xã rất là lâu dài. Để phát triển hợp tác xã chợ phát triển hơn nữa, mong muốn được sự quan tâm sát sao hơn nữa của các cấp, các sở ban ngành tạo điều kiện cho chúng tôi. Cái thứ nhất là về cơ chế miễn giảm thuế giai đoạn lúc ban đầu chúng tôi đầu tư, sau đó thì có những cái chính sách về ưu đãi nguồn vốn để làm sao chúng tôi có những cái nguồn vốn được vay, những cái nguồn vốn nó với cái lãi suất rất thấp để cho bà con tiểu thương cũng như là các thành viên có một cái nguồn vốn ổn định để kinh doanh phong phú các mặt hàng ở trong chợ hơn. Để hoạt động khai thác chợ đạt hiệu quả, Ban Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại chợ Lời mong muốn các cấp các ngành tạo điều kiện, bàn giao cơ sở hạ tầng lâu dài để hợp tác xã cũng như các tiểu thương yên tâm đầu tư kinh doanh, tìm kiếm mở rộng các nguồn hàng, đảm bảo chất lượng, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương, thương mại, quảng bá nông sản của địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của xã Hiển Khánh. Nguy cơ mất an toàn trường học trong thời điểm gần Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Khai mạc vòng chung kết giải bóng bàn Thiên Trường lần thứ 8 năm 2019. Thời điểm gần Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nguy cơ mất an toàn trường học là vấn đề được các đơn vị trường học và xã hội quan tâm, tiềm ẩn hiện tượng học sinh sử dụng pháo nổ, đồ chơi bạo lực và vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Để đảm bảo tốt an ninh trật tự trong các nhà trường trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trường học. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên. Đặc biệt chú ý các quy định về sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí, đồ chơi có tính bạo lực, sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ. Các nhà trường cùng các tổ chức, đoàn, đội, hội tăng cường phối hợp với ngành công an, các đoàn thể, tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh, quản lý học sinh sinh viên, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng đánh nhau, tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng, vi phạm trật tự giao thông. Tổ chức tốt công tác trực ban, tuần tra, bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường và trước cổng trường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc mất trật tự. Phối hợp với các cơ quan chức năng, xử lý kịp thời khi có sự việc liên quan đến nhà trường. Sáng nay ngày 4 tháng 1 tại nhà thi đấu Trần Quốc Toàn, Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu Niên tỉnh tổ chức khai mạc vòng chung kết giải bóng bàn Thiên Trường lần thứ 8 năm 2019. Vòng chung kết giải bóng bàn Thiên Trường lần thứ 8 có sự góp mặt của 200 vận động viên thuộc 29 câu lạc bộ đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thuộc vùng Nam Đồng bằng Sông Hồng. Trong khuôn khổ giải đấu, các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung đồng đội và thi đấu đơn. Đây là một trong những hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019 và năm 2020. Giải bóng bàn Thiên Trường lần thứ 8 sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 1 năm 2020. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Toàn bộ nội dung chương trình quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên website namdinhtv.vn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.